Hai ngày qua, rất đông người dân Hà Nội đã tranh thủ thời gian gác lại công việc để đến tượng đài Công an Nhân dân đặt hoa tưởng niệm, tri ân và tưởng nhớ ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy quán karaoke trên phố Quang Hoa, quận Cầu Giấy. Tấm gương hy sinh quên mình để cứu người của ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khiến người dân không khỏi xót thương, luyến tiếc. Ba chiến sĩ hy sinh là nó tập tuổi như thế, mình thì thương lắm cháu ạ. Thương lắm ấy, hôm qua buồn ơi là buồn. Chả muốn làm gì, như làm sao ấy, người nó như là chẳng muốn làm cái gì, không có cái chí gì cả. Chỉ muốn có một bó hoa để dâng lên các anh, tỏ lòng thành kính, rất là thương tiếc các anh và cảm ơn gia đình các anh đã sinh ra những người con hy sinh cho đất nước. Tất cả những người mẹ mà sinh ra con thì chẳng ai muốn con mình khổ cả. Nhưng mà ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì ai vào những nơi khó khăn, ai hy sinh cho đất nước để được có ngày hôm nay. Cho nên là những cái này chị cảm thấy rất là xúc động, chị thương những người mẹ, thương những gia đình có con người ta đã phải hy sinh như thế. Các anh là những cái liệt sĩ mà tất cả mọi người đều phải kính trọng. Việc xảy ra nó rất là đau lòng, lúc mình biết tin mình rất là sốc. Vì là lực lượng phòng cháy chữa cháy họ rất là vất vả. Khi mà người ta cống hiến sức mình cho tổ quốc, hy sinh như thế thì mình rất là gọi là không có gì, không nói được lời nào ấy, rất là thương luôn. Tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ được Bộ Công an khánh thành ngày 17 tháng 7 nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022. Đây là tác phẩm điêu khắc thể hiện hình tượng chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, là biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh vượt qua khó khăn gian khổ trong cuộc chiến chống giặc lửa, bảo vệ tài sản của nhân dân. Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của ba liệt sĩ, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân và thành lập ban tổ chức tang lễ do Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm trưởng ban. Theo đó, thời gian tổ chức lễ tang từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 5 tháng 8, tức ngày 8 tháng 7 năm nhâm dần. Lễ tang ba cán bộ chiến sĩ được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. An táng ba liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.